Em xem gì ấy? Đi tìm Nemo. Ê, nhà mình có Nemo rồi mà lại chưa có con màu xanh này. Ủa? Gì đó? Phận là một thằng đàn ông. Vợ hỏi thế em trằn trọc không thể nào ngủ được. Phật tay lên trán suy nghĩ. Mình có Nemo rồi, thế còn Dory đâu? The next day. Thế là hành trình đi tìm Dory của nhà em bắt đầu. Anh em xem này, đấy, vợ em đấy. Háo hức mà quên cả cái mũ bảo hiểm. Ở thì đây là cái lúc mà vợ em chưa biết giá. Đây rồi, đôi giày đây rồi. Dory của tôi đây rồi. Lúc nha, lúc nhúc. Bọn cá Dory này khá là nhát. Và đặc biệt còn được gọi một cái tên là thân nấm. Nhưng mà một khi đã thích là phải nhích ngay. Và đây là vợ tôi sau khi đánh rơi 900.000. Thôi thì cũng chào mừng em mới đến với thủy cung mini của anh. Cố gắng cải tạo và hòa nhập thật tốt nhé. Úi dồi ôi, nam thanh niên. Nhiều anh em không biết mới mua Dory về thấy nằm như này tưởng lại chết. Nhưng không phải đâu anh em nha. Nó diễn trò ấy mà. Vì bọn Dory khá là nhát nên mình có lấy một ít san hô xếp thành một cái nơi để cho nó nấp, tránh việc nó stress quá mà bị nấm. Và sau khoảng gần một tiếng chung hòa nước thì bây giờ thả cá thôi nào. Thế là đủ bộ Nemo Dory rồi nhé. Mà công nhận đẹp thật anh em ạ. Màu xanh đẹp vãi chưởng. Cứ đà này khéo đôi ba bữa lại làm con bể mặn to hơn thì chết.